Xong Nhật xin chào các bác. Em lên sóng của các bác cái chiếc máy sưởi gốm hàng trưng bày đồ giá đẹp như mới các bác nhé. Mấy hôm nay thời tiết rất là rét. Bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác alo cho em. Một cái con sưởi gốm Panasonic hàng cao cấp nhất, phiên bản có cảm biến phát hiện người. Đấy. Cảm biến phát hiện người này thì sẽ làm cho máy rất là tiết kiệm điện các bác nhé. Khi mà không có người trong phòng, các bác bật chế độ lên thì không nên có người chuyển động ấy, thì tự động cái đèn này tắt đi này. Thì tức là cái chế độ sưởi nó cũng sẽ tự động ngưng giảm đi, tiết kiệm điện. Và nếu có người chuyển động trong phòng thì nó lại bật đèn lên. Đấy. Con máy hàng đấu giá đẹp như mới, gần như không có vết gì các bác nhé. Trắng tinh luôn. Gọi là đẹp không tì vết. Cực mới luôn, quay các bác mọi góc cạnh luôn. Từ trên xuống dưới. Từ trước ra sau luôn. Nói mới hoàn hảo đời 2018 ạ. CD máy bình nước các thứ như mới tinh này. Khay nước mới như chưa dùng luôn. Yeah, cực mới luôn nhé. Tính năng con này thì nó là lọc, gọi là máy sưởi gốm buồng quá. Đây là cửa gió nó ra này. Đấy, khi nóng lên rất là dễ chịu luôn. Hoàn toàn không gây bỏng rát gì các bác nhé, không như các loại bóng đèn halogen sưởi đâu. Halogen sưởi rất là gây kích ứng da, khô da, bỏng rát, bỏng da, như cái này thoải mái luôn ạ. Trên máy thì các bác có các chế độ là hai cấp độ, đây cấp độ yếu này, mạnh này, hai cấp độ sưởi này. Đây cũng là hai cấp độ sưởi nhưng ở chế độ có cảm biến, đây, cảm biến nhiệt độ, chế độ buồm. Bình thường các bác không sưởi, các bác có thể bật buồm nhé, thay cho một con máy buồm luôn, không cần phải sưởi vẫn bật buồm được. Các bác cho nước vào bình này nhé. Chế độ hẹn giờ bật này, hẹn giờ tắt, tắt bật, cảm biến phát hiện người này, nano khử khuẩn. Đây là nano. Nói chung là con này thì không có gì phải chê, nó về độ VIP và độ mới rồi. Chờ các bác có nhu cầu các bác alo thôi. Đúng, hàng Nhật thì nội địa thì khỏi phải bàn. Cái gì nó làm nó cũng rất là cẩn thận và chuẩn chỉ. Máy sử dụng điện 100V các bác nhé. Máy sử dụng điện 100V nhé. Công suất của nó 1.200. Rồi 2018. Em bán chiếc này là 3.6 triệu nhé. Giá cả công khai rõ ràng. Bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Nhu cầu alo nhé. Chào các bạn.